Phần 5 Đêm khuya lạnh lẽo như trong khám tù. Gió không thổi nhưng ngọn cây sao động vì thú rừng truyền qua lại trên cành và những tiếng cú rúc nhọn hoắc như những chấm than như những lưỡi dao găm cắm vào tim mình ngổn ngang trăm mối tơ vò nợ nước tình nhà. Qua một đêm trằn trọc tôi như ốm nặng sáng bét từ lâu nhưng tôi cứ trăn trở không thoát ra khỏi chiếc mừng túm rụt nhưng lại có một tin vui họa sĩ anh đức đến bảo chuẩn bị nghe nhà răng cái gì chớ vác gạo thì cho tôi miễn đi biết rồi ai mà bắt người mới vô vác gạo sớm vậy chuẩn bị đi liên hoan tiễn ông thép cũ về hà nội thép cũ nào thép mới ấy mà chú nên phỏng đoán chữ nghĩa của ông họa sĩ này tư mô bảo dịp may rất hiếm bỏ qua rất uổng liên hoan to lắm hả Tòa vô cùng. Sao ổng về Hà Nội vậy? Ổng lấy hết đề tài của mấy ông rồi, cho nên ổng về nhanh Hà Nội để sáng toát chứ sao? Đức cười hí 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 rồi đi. Tư mô bảo tôi. Cũng một vụ tính nhầm như tôi và chú. Nhầm gì? Tôi nhầm kháng chiến chống Pháp, tù xong lại nhầm giải phóng, còn chú thì nhầm tập kết hai năm, nhầm kháng chiến là nhầm bài thơ. Bao giờ kháng chiến thành công? chúng ta cùng uống một chung rượu đào. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy. Tết sau hay là Tết 10 năm sau, bây giờ thì hai chục năm sau, sum vầy đâu? Tư mô cười khẩy, thì cũng như chú xuống tàu ở bến chắc băng, để ra bắc vậy, giờ hai ngón tay phải không? Bây giờ thì mấy chục ngón, hai chục phải không? Tôi cầu nhau, đủ bà mấy thằng Tây, nói ẩu mà đúng. Nó nói gì? Hồi đó đó tôi làm phiên dịch cho Ủy ban Liên hiệp đình chiến tỉnh. Mấy thằng sĩ quan Tây lấu cá bảo thẳng với tôi. 20 năm chứ không có 2 năm đâu. Tôi quát trả lại. Chúng ta tin tưởng cách mạng sẽ thành công. Tụi nó chỉ cười và mời tôi hút thuốc Carmen. Khi tôi xuống tàu, bọn thủy thủ lại trêu lần nữa. Chúng không nói gì, chỉ ngồi trên mũi tàu, nhìn đồng bào đứng trên bờ gạt nước mắt tiễn chồng con ra đi. Chúng xòe 10 ngón tay và dơ cả hai bàn chân lên nữa. Vậy mà đúng thấy mẹ chứ. Cách mạng có nghĩa là dã man và nói láo. Từ mô nói bằng tiếng Pháp. Anh thường nói bằng tiếng Pháp với tôi vì sợ mấy anh bẩn cố nông nghe được. Đi báo cáo. Anh tiếp. Mình tin cách mạng một lần đã tiêu tùng rồi. Bây giờ lại tin lần thứ hai. Tôi tiếp. Ai biểu ở Sài Gòn yên thân rồi mà lại vọt ra đây làm chi? Thì lại cũng tin chứ còn sao nữa. Bộ người méo anh ra khu cũng hứa 2 năm à? Không, họ không hứa gì cả. Vậy họ có hứa là năm sau ta sẽ xung vầy không? Xung vầy, tôi cưới vợ đã 20 năm, chẳng bao giờ gần được vài tháng, ngoại trừ lúc tản cu xuống khu 9 làm kẹo dừa bán. Thằng Lê đó, nay đã bao lớn rồi? 14 rồi, cô nó nuôi chứ tôi có nuôi ngày nào đâu. Con Thi cũng vậy, đi làm cái gì ở đây, nhiều lúc nghĩ mà tự thẹn một mình, không hiểu hồi đó sao mình ham vui và dễ nghe lời người ta vậy mặt trời đã lên cao những tia nắng yếu ớt của một bình minh tối om lởn vởn trên vòm lá tôi vừa rũ áo đi khỏi cái xã hội chủ nghĩa oái oăm để về nam mong hưởng lại không khí thời kháng chiến chống pháp nhưng bây giờ lại thất vọng chẳng có cái gì mình ước mơ mà thành sự thực cả ngay cả những giấc mơ nhỏ nhất của đời mình cách mạng là gì đó là một mớ tà thuyết được tiêm vào đầu óc những lãnh tụ mù quáng coi dân tộc và mạng người như cỏ rác. Mười năm ở miền Bắc tôi chẳng thấy một điều gì nhân dân chấp nhận một cách vui vẻ. Về đây lại cũng y như thế. Đột nhiên, Tư Mô hỏi tôi, Già Tuế bị đụng xe mô tô chết ở Liên Xô phải không? Tôi giật mình, không hiểu tại sao Tư Mô lại biết tới chuyện đó. Ở Hà Nội tôi có nghe phong phanh anh ấy đã chết vì tai nạn, nhưng tôi nói trớ qua tôi không hay gì cả. Thằng cha đỗ phó tiến sĩ triết học rồi, ngày mai lên đường về nước, thì ngày hôm nay cởi xe máy dầu ngoài đường Moscow bị xe đụng chết tươi. Tôi biết hắn hồi còn làm cán bộ tuyên truyền quận Mỏ Cày. Sao anh rảnh vậy? Thì cũng do mấy cha ngoài đi về nói lại chứ ai. Còn Nguyễn Xuân Ôn nghe nói làm nghề huấn luyện trong quân đội phải không? Hai đứa nó học một khóa với nhau sau tôi hai năm. Chỉ tiếng mỏ cày làm tôi nhớ lại tất cả khung cảnh kháng chiến chống Pháp. Hồi đó tôi mới 17 tuổi, đã mang ba lô đi tuyên truyền cho độc lập tự do hạnh phúc và các quyền dân chủ dưới chế độ dân chủ Cộng Hòa. Vui thiệt là vui, đi đến đâu cũng được đồng bào tiếp đón và lắng nghe nồng nhiệt. Tuế là một cán bộ tuyên truyền rất sáng chói Có bằng tú tài trước năm 1945, trưởng ban tuyên truyền là ông Nguyễn Văn Ngọc, thầy học của tôi ở trường quận. Tôi rất mê nghe tuyên truyền và tập làm cán bộ tuyên truyền vì thấy người ta vỗ tay hoan nghênh dữ quá. Tư mô là người thâm trầm không thích nghề ăn nói mà chỉ làm thơ văn và ở trong đoàn văn hóa kháng chiến tỉnh. Giới trí thức đã tham gia nhiệt liệt cuộc kháng chiến chống Pháp. Cả các tôn giáo cũng thế, khắp thôn quê rộn dịp. Ai không tham gia kháng chiến là tự thấy mình lạc lõng, không hợp thời. Tôi buột miệng hỏi tư mô, Họa sĩ Đức là cháu của họa sĩ Huỳnh Văn Gấm phải không anh? Đúng vậy. Sao hắn ở đây làm gì? Nó đi học Liên Xô. Nó đang học Bồ Đa gia định. Không biết ai móc nó ra khu để đi Liên Xô. Sao còn ở đây? Nghiên cứu nguồn gốc loài khỉ. Chừng nào sang tới bên đó để học tiếp. Còn chờ ý kiến ban tổ chức trung ương. Trời đất. Chúa hài hước đó nó nói lái, nói xiên, nói xéo, nói móc, nói ngoéo tối ngày vì cây cú việc đi học. Nhưng nó được cái là dễ dãi và ai cần gì nó cũng giúp. Một tay bắn khỉ cho cơ quan ăn. Chỉ thua ba mực tí thôi. Nhưng nó xiên bữa củi hơn ba mực. Bữa củi mà cũng được chấm công à. Chú đừng tưởng chuyện đó là tầm thường nha. Đó là lý tưởng cao nhất đấy. Nghĩa là sao? Củi trên trường sơn dễ kiếm chứ ở đây khó lắm ở trường sơn cũng không dễ đâu anh tôi không biết ở đó chuyện củi lửa ra sao chứ còn ở đây đó hả phải đi xa khu vực đóng quân đốn cây rồi cưa khúc bổ ra vác về nhà bếp nếu đốn cây ngay trong khu vực thì chẳng bao lâu tụi mình bị lòi lưng hết ban chỉ huy an toàn khu đã cảnh cáo nhiều cơ quan rồi bây giờ ngay cả vấn đề bánh khỉ cũng bị hạn chế nên sự cải thiện sinh hoạt gặp khó khăn tại sao lại hạn chế bánh khỉ tại vì bắn mãi tiếng động sẽ lọt vào tai rắn điệp. Trong rừng mà cũng có rắn điệp à. Phải đề phòng từ mũi đòn sóc đến B-52 mới sống được chú ơi. Đó là câu chuyện lót lòng vớ vẩn buổi sáng. Tư mô bao giờ cũng có một cữ trà tiếp theo để trụng cái bao tử trong lúc chờ cơm. Đồ nghề của anh đã có sẵn. Anh như một chuyên gia về môn uống trà. Ai có trà muốn uống cho ngon cũng mang đến lều của anh để uống trà dở uống ở đây cũng trở thành ngon anh trẻ củi rất tỉ mỉ mớ nào để làm đóm mớ nào để đun mớ nào mới trẻ còn tươi mớ nào đã gác trên dàn bếp đã khô anh đều xếp có thứ tự hễ nhóm thì lửa cháy chứ bếp không tắt câm khói bốc mịt mù bị an ninh cơ quan cảnh cáo như những lều khác ngoài sự uống trà chuyên nghiệp tư mô còn là một ông chủ tịch liên việt nghĩa là với ai anh cũng đoàn kết thiệt tình Bất cứ thành phần nào anh cũng chơi thân. Nước sôi anh quay ra bốn phía hô lên. Uống trà ngang. Vài ba lần. Thế là có khách tới. Khách thứ nhất là ông Bảy Cò. Khách thứ nhì là Ba Mực. Thứ ba là Sáng. Thứ tư là Tám Thủy Thủ. Thứ năm là Họa Sĩ Đức vân vân Đề tài các buổi uống trà là xanh khỉ, vác gạo, móc gia đình, mua trà loại nào uống ngon mà rẻ. Anh nuôi nấu cơm sống chín, ai bữa củi, ai sẽ đi tán khai trong lúc chiến dịch Johnson City sắp mở màn, ai sẽ ở lại thủ trại và cuối cùng là đề tài muôn thuở các tiên cô của đoàn văn công giải phóng dưới quyền cai quản của nữ chúa Thanh Loan. Đây là chuyện cấm trẻ con dưới 25 tuổi vì ở đây trẻ con ít nhất cũng đã trên 25 nên không cần phải cấm ai, tha hồ, ngã mặt. Họa sĩ Đức mở màn câu chuyện bằng cách nhắc lại uống trà nước suối này không sớm thì muộn phải câm. Sáng là nhà văn cùng đi một chuyến với tôi ra đây, ngơ ngác một cách thật tình. Bộ suối ở đây độc lắm hả ta? Độc nhất vùng, đồng chí ạ. À, họa sĩ Đức nghiêm chỉnh đáp. Ba Mực nói, thôi, để các ông mới tới uống cho ngon miệng mà. Khi các ông biết sự thật thì uống càng ngon miệng hơn. Bảy cò cười khắc khắc, sáng tiếp. Trên đường Trường Sơn nó có lúc tôi cũng được giao liên cho biết là có con suối độc lội xuống rụng hết lông chân, có con suối thì nước uống vô bị sốt rét hoặc là thương hàn. Nói thì nói vậy thôi chứ có con suối nào là chúng tôi không múc nước uống mà rồi có rụng cái lông nào. Họa sĩ Đức xua tay. Đó là suối hiền ông ơi, còn đây mới là suối độc. Sao các cha ở đây hồi nào tới giờ uống nước đó mà chưa bị câm? Trời ơi, cái thằng bẫy cò lên tiếng mày không biết thằng đức à nó nói vậy mà mày phải ngẫm ra cái kiểu biểu tượng hai mặt chứ nghĩa là sao nghĩa là nó nói chuyện này phải hiểu chuyện kia suối thì hiểu ra cái gì thì vẫn là suối nhưng suối này có bảy con nhền nhện tắm giặt hàng ngày bảy cò tiếp rồi cá leo xuống đó hiểu chưa sáng vốn là một anh chàng thích chuyện hiện đại không bao giờ mò tới chuyện tàu nên không hiểu cá leo là cá gì cho nên cả bọn cười rộ mà sáng vẫn ngơ ngác. Thấy thế bảy cò bèn rỉ tai sáng, sáng kêu lên và vỗ đùi. À, biết rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà dù có nhìn nhện tắm thì nước càng ngọt chứ sao mà uống vô lại câm. Ai mà biết đâu, ông ba mực đang nói ngọng. Nhạc của ổng toàn là dấu sĩ bê môn không hà. Bảy cò nói, ở ngoài Hà Nội thì dễ nhưng vô đây cây nhà lá vườn mà khó ngó thấy đó đó mà không bỏ ngón được hả các em? Bên Bungary khó hay dễ anh Bảy? Bảy cò cười, tao tu rồi mày ơi, không nên nhắc chuyện trần thế nữa nghe. Nói cho mấy em nghe rút kinh nghiệm đi. Mày có đi á, thì đi Liên Xô chứ đâu có sang xứ Bungary của tao. Sao vậy? Hội họa thì phải sang Liên Xô chứ, Bungary đâu có truyền thống về hội họa. Mặc ai nói gì thì nói, tư mô thủ phận chủ nhà nấu nước pha trà đều đều cốc uống trà thì tự túc ai muốn uống trà thì phải mang dụng cụ theo đúng ra là cái để đựng nước và cho vào mồm chứ không phải chung uống trà nếu cái ông ăn mày trong những chiếc ấm đất của nguyễn tuân thấy cảnh này chắc phải khóc ròng chứ chẳng chơi đâu ba mực nói tôi không hiểu bà cụ thanh loan giữ mấy con nhìn nhẹ để làm mắm hay sao mà ai động tới bà cũng bắt kiếm thảo cả. Bữa nào tụi mình phát thinh, lên tổng ruồng thộp hết cái đám nhện nhện đó, về bóp gỏi, nhẹt một bữa thử coi bà làm gì. Họa sĩ Đức cười, tiếng bể nghe cạch cạch. Ai làm nguyên soái tôi xin lãnh ấn tiên phuông ngay. Bảy cò chêm vào, ở ngoài đó có cô em miên lai, đầu gà đít vịt coi khó khủng, thằng nào muốn hết đau lưng thì quơ lấy, đó, anh Bảy mở đầu giao hưởng rồi đó, đó nghe. Anh làm nguyên soái đi anh Bảy. Tôi hỏi gặng. Anh cũng chân ướt chân ráo, sao anh biết có cô em đầu vịt đít gà? Tao ra dợt cho đám rồng ca, tao liếc thấy chứ sao mẩy Từ mô nói, tài thật, mới ra vườn đã biết ngay hoa thực dược giữa đám cỏ hoang. Ê hê, nhưng mà quay chừng nó nha, nó có chủ rồi nó nghe ông Bảy. Có chủ thì có chứ, tao đâu có mó vào chuyện rắc rối lắm ông bảy ơi đừng có ham ông mới về nên không rõ thôi vì là chuyện của ông lớn nên người trong cơ quan cố ém đấy thôi nếu để tụi nhãi nhép á hả thì kiểm thảo trắng đờ con mắt rồi tám thủy thủ chỉ ngồi khoanh tay rót uống trà và thỉnh thoảng cười mỉm chi cọp không nói tiếng nào tôi hơi giật mình vốn luôn luôn bị những cú xét ái tình ở mọi hoàn cảnh nên tôi nghe mà lo nhưng vẫn tính trước khi đi đồng bằng thế nào cũng tìm cách gặp em ba lết một đôi lần. Kỷ luật chặt chẽ đến như ở trường đi b mà tôi cũng còn hoạt động hữu hiệu. Xá chi cái khu rừng mênh mông không có hàng rào và cửa ra vào với ông liên khu 5 xét giấy rất gắt này. Bảy cò bấm trúng tim đen của tôi. Bữa nào tao ra dợt cho tốt đồng ca, chú em theo để tìm đề tài nha. Tao sẵn sàng làm bình phong cho coi chừng châu buộc ghét châu ăn. Tụi cải lương ngoài đó đó hả cũng ngấm nghe từng mục tiêu cả rồi. Tụi nó sẵn sàng báo cáo bất cứ kẻ lạ mặt nào dám xâm nhập vào vương quốc cặm bù chìa của chúng nó. Nhưng tụi nữ ca nhạc mới lại không thích cải lương. Họa sĩ Đức vừa dứt lời thì bẫy cò tiếp. Không nên nghĩ như vậy. Túng quá thì cái gì cũng được nữa là cải lương. Sáng nói, ngoài đó còn có kịch nói, ca múa nhạc nữa. Chứ bộ một mình cải lương thôi sao? Ông thầy vũ đạo tu rồi, các em dẫn mặt, sách hồ lô múa qua múa lại, ông vẫn không quăng cây tru tiên kiếm ra. Ông đâu có kiếm tru tiên tru tiết gì mà quăng. Cả mâm trà cười ré lên, ngã nghiêng ngã ngửa, bẫy cò nói, ông trời thiệt là bất công, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, ông có dư của ăn của để mà không biết làm gì, không khéo mấy em bất mãn bỏ ca múa, vô trong này hợp sướng với mình hết cho coi. Nói vậy thôi chứ có những cú ngầm mình đâu có hiểu nổi chú em. Quy luật cách mạng là sức ép mạnh sức bung càng mãnh liệt mà. Câu chuyện đang hào hứng thì bỗng có tiếng rùng rùng, dây lâu làm rung rinh mặt đất. Trà trong chén cũng sao động khe khẽ, mọi người ngó nhau lặng ngắt. Chờ cho dứt tiếng rung ba mực nói, kỳ này dưa hấu, bán hơi gần nó nghe các cha. Độ chừng ở đâu ta? Bình Dương, tam giác sắt, cử chi gì đó là ở đâu? Vài chục cây số thôi, ba mực tiếp. Mấy lúc gần đây á, sáng nào nó cũng cho mình điểm tâm dưa hấu. Cái trận vừa rồi đó mình thiệt hại to, nên mới rời qua đây. Các cha mới về không biết đâu, nó đánh ngay chóc, hai đợt, mỗi đợt cách nhau 5 phút. Thật tình tôi không nghe gì hết về cái vụ ban tuyên huấn R bị B-52, mà điểm nặng nhất là tiểu ban văn nghệ. Ngay cả trong nội bộ cái tin này cũng được giấu kỹ và những ai biết hoặc Sống sót sau trận đó, phải thủ khẩu như bình, không được bàn ra tán vào gì hết. Nó đã vậy thì cứ cho nó vậy luôn, không được bới móc ra. Sau khi dư âm của trận giao hưởng tan đi, buổi uống trà ngượng hào hứng trở lại. Theo ông chuyên gia Ba Mực thì buổi sáng nó chỉ chơi một cú thôi. Nếu hợp tác xã văn nghệ mình mà thất thu cú sáng thì kể như yên ổn được 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là tới sáng mai cuộc đời được tính như thế. Nếu không có việc mưa đêm, cây rừng ngã đè chết, không bị rắn chàm quạp gặp, không bị sốt ác tính vân vân. Ba Mực nói với Tư Mô, anh cho chúng em xin bình trà mới đi anh Tư, tụi em phải ăn mừng mới được. Ăn mừng gì? Ăn mừng chết hụt chứ ăn mừng gì? Ha ha ha! Mỗi đêm trước khi ngủ em đều chắp tay lên ngực cầu xin ông thần trà gà phù hộ cho chúng em tai qua nạn khỏi. Tôi hỏi thần trà gạt là thần gì? Bảy cò vọt miệng đáp Đây là đất miên hiểu chưa chú em? Đây là đất miên? Mình đang ngồi đến đất miên Vậy chứ còn đâu nữa? Tôi tưởng là Tây Ninh chứ Tây bất an ninh của mình Không ổn nữa nên mới rời qua đây Tôi ngơ ngác Vậy sao ở ngoài Bắc tôi nghe là vô đó nói là mặt trận đã giải phóng 3 phần 5 đất đai và 3 phần 4 dân chúng Bảy cò chép miệng Cái thằng Mày ngây thơ quá mày Ai cũng tin vậy chứ phải mình tôi đâu Họa sĩ Đức cười hắc hắc Giải phóng 5 phần 5 đất đai Và 4 phần 4 dân chúng của mình Xong rồi Nhưng miên chưa giải phóng Cho nên mình mới qua đây giải phóng miên cho sao Từ mô moi ba lô lấy trà mới Nhưng lại hết nước Những cái bao tử lép đã tiêu thụ hết cả thùng nước Anh lấy dưới suối lắm ngày hôm qua Cái thùng con Vốn đựng thịt nạc heo của Mỹ Gửi qua tiếp tế cho lính Mỹ lại chạy tọt vào nuôi sống bọn ốm đói chúng tôi qua tay các con buôn sài gòn dung tích của nó chừng 4-5 lít một cái thùng không như thế không dễ gì kiếm trong rừng tư mô là người được kính trọng lắm nên nhà bếp mới dành cho một cái để chứa nước nấu trà tư mô hỏi họa sĩ đức chú em giỏi giò đi xuống suối lấy nước đi ừ được ai có đồng hồ coi dùm mấy giờ rồi bảy cò vừa được phu nhân trang bị cho một cái movado giơ tay lên xem bà bảo. 10 giờ 49 phút 15 giây rưỡi. Họa sĩ Đức cười ha hả. Vậy thì tôi xin sung phong ngay. Rồi rỉ tai tôi và sáng. Chúng tôi cười. Tôi hỏi. Nhưng mà có chắc không? Chắc chứ. Giờ này là giờ đại lợi mà ta. Ông có kinh nghiệm lần nào chưa? Cả chục lần rồi. Hễ mắt mũi tôi hơi kèm nhèm. Là tôi đi ra suối rửa ngay. Sao bảo nước suối độc? Uống nước sẽ bị câm. Bảy cò gắt Uống thì câm nhưng nhìn thì sáng. Nói vậy rồi họa sĩ kéo tay tôi lẫn sáng. Đi hai cha, mới leo dốc trường sơn bây giờ phải nên tẩm bổ. Đức lôi hai đứa tôi đi, tôi và sáng cũng hâm hở đi theo. Ba mực nói, các tiên hay xuống suối vào buổi sáng, trời thanh tịnh và suối còn trong. Bảy cò nói, mỗi ngày tắm hai lần còn gì là suối. Vậy nước uống trà mới ngọt cho anh Bảy. Bỗng nối tiếp theo câu nói của ba mực, một tràng rùng rùng. Ba mực kêu lên Coi bộ nó làm gần hơn anh Bảy ơi Mấy cái chén nhảy tưng tưng Tư mô nói với tôi Nó sửa soạn mở màn chiến dịch sân City Mình phải đi gấp Ở đây không có lợi đó chú hai Muốn đi cũng không phải dễ đâu anh Tư Còn phải chuẩn bị lương khô chứ Ít nhất phải vài ba tuần mới đi được Hồi đi ở Trường Sơn nó Tụi tôi không có chuẩn bị gì hết ráo Nên dọc đường khan thức ăn Phải vô buôn đổi gà đổi chó nguy hiểm vô cùng Tư mô nói ở trên đường mình sẽ đi, đâu có buôn bán gì đâu mà đổi gà đổi chó chú em. Đúng ra tôi cũng không còn có gì để đổi. Vừa đến đó thì ông tổng thư ký văn nghệ giải phóng Lý Văn Sâm đến. Tôi có cảm tưởng đó là một con ma sốt rét hiện hình, trông thảm não vô cùng. Ngó anh mà tôi hiểu tôi, chắc tôi cũng không hơn gì anh. Chỉ khác là tôi trẻ hơn, đâu chừng 10 tuổi. Anh nói giọng khàn khàn. Chiều nay mình tiễn đồng chí thép mới về Bắc dự trù của anh nuôi là giết con gà mái cuối cùng để làm tiệc ngoài ra thì ai bưng cơm thường lấy đến ăn chung một bữa ba mực vọt miệng hỏi đi tất cả hả anh hai ý quên mỗi tổ cử một đại biểu thôi tổ văn thì được ưu tiên ba đại biểu tại sao vì đồng chí thép mới là nhà báo hai lý tiếp còn tổ thơ thì giang nam đi tổ họa tôi xin nhường cho người khác tư mô nói tôi mệt lắm tôi không có dự nổi họa sĩ đức đâu rồi Nãy giờ tôi đi tìm mà không thấy. Nó đi coi tiên, ủa, nó đi lấy nước uống trà. Hai lý thủ thị, đồng chí thép mới vô cũng đã gần ba tháng lại có đi đến cả cử chi lượm đề tài nữa. Hà Nội đâu có đồng chí nào gan dạ bằng đồng chí ta. Vậy chiều nay trong buổi tiệc tiễn đưa, các đồng chí nên phát biểu vài cảm tưởng cho ngọt, để đồng chí mình về ngoài đó giữ được cảm tình tốt đẹp với miền Nam. Có thể bảo thằng Xuân Vũ nói cảm tưởng bẫy cò vọt miệng nói liền nó ở ngoài bắc mới vô để cho nó phát biểu thì chẳng khác nào mèo khen mèo dày đuôi anh đừng có lo nó có đọc tùy bút của thép mới và quyển thời gian ủng hộ chúng ta do thép mới dịch nó khen hay lắm bẫy cò nói tư mô cãi lại cái chúng mình phải khen là những gì thép mới viết về miền nam chứ còn mấy cái kia thì đã cũ rồi Và lại khen thép mới như là một dịch giả thì không cần thiết lắm anh hai ạ à. Hai Lý lẩm nhẩm một hồi rồi nói: vậy thì thôi, trong bữa tiệc tự do cảm tưởng, nhưng đường hướng chung á, là đề cao đồng chí ta. Vừa đến đó thì lại một loạt rùng rùng khác tiếp theo, gần hơn hai lần trước. Mẹ kiếp, ba mực kêu lên, bữa nay nó thím sực ba lần, coi bộ nó muốn chơi qua ranh giới cao nguyên nữa đó anh hai. Hai Lý lắc đầu, may rủi tại trời, mình sống như những con kiến đi những lỗ nẻ vậy, một gáo nước sôi. Một mồi lửa là rụi tèn hen hết ráo Anh nói vậy làm sao nắng bên kia làng nổi anh hai Nắng đã tàn rồi chú em Nhưng nắng được thì cứ nắng chứ anh hai Tuy cả rỡn với nhau vậy chớ trong bụng người nào cũng hoang mang cực độ Chiến dịch Johnson City đã mở màn ở xa xa rồi đó Nhưng bọn tôm tép này thì cứ ở đây chờ lệnh trên Có lẽ nó khía cử chi trước Rồi đến các cơ quan rờ chung quanh biên giới Việt Miên nó không cần đổ quân, chỉ chơi B-52 là đủ. Vài người rút lui. Mấy người còn ở lại lơ láo mất hồn. Sáng tôi và họa sĩ Đức lấy nước xong trở lại thì chỉ còn các ông chủ lều ngồi trong ngóc một mình. Gặp tiên không? Tư mô hỏi. Đi sớm quá tiên chưa đáp xuống. Họa sĩ Đức cười. Coi hát đã đời rồi còn bảo là chưa, hề hề. Bảy tiên cảnh giác nên rút lui không phơi cánh nữa. Nếu bây giờ mà trở lại thì gặp chắc. Thôi đi cha non, dưa hấu sắp rụng tới nơi rồi kìa ở đó mà quay tiên. Hai Lý là người lãnh đạo tiểu ban về mặt chính quyền, nên anh cũng chỉ làm hụ hợ vì đã có đảng bao sân. Chính quyền giải quyết xong rồi cũng phải thông qua cho đảng. Đảng không đồng ý thì cũng vô ích thôi. Ngay như việc hy sinh con gà mái để tiễn nhà báo về quê cũng phải có ý kiến của đảng. Các bạn vừa nghe xong phần 5. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 6.